nè bà. Đứng lại. Đứng lại. Thôi vô trong nói chuyện đứng gì. Đứng lại. Chặt giò bà bây giờ. Làm gì vậy? Bà đưa cái chân bà ngay cục gạch màu đỏ coi. Màu đỏ mới được, màu trắng được không? Màu đỏ. Ôi, màu đỏ rồi. Bà biết màu à? Hai chân, một chân đâu, chân kia què là. Chân này. Bên này đi không. Đứng gì dáng kỳ quá. Không có người đàn bà là mà đứng chàng hãn nghe các bạn. Bước ra khỏi cái guốc. À là bỏ dép á hả? Bước ra. Trời ơi, thì bỏ ra, nói tôi bỏ ra gì đâu, biết sao tôi sợ lộn. Tôi mai tôi độn lên cho bà nó cao. Bà lùng thế giới công nhận rồi, bà quay lưng lại. Sao cầm vậy? Hai cái chiếc guốc. Quay cái mặt nó chĩa xuống hướng trước cầu thang coi. Hai chiếc guốc này. Ừ. Quay mặt xuống đây. Ừ. Để đây đúng không? Tôi để chiếc guốc ngay cái ô màu đỏ. Thì để đại đây đi mà. Quá để. Trời, tôi giết bà chết. Tôi giết bà chết. Đi vô ngồi. Vô nhà tôi miếng nước được không? Đi vô. Thiệt á, vô uống miếng nước thì mệt nè luôn. Đứng đó cả buổi trời à. Rồi sao bà không vô? Ai biết, tưởng bà vô bà sẽ uống miếng nước. Trời đất ơi, tập hồn. Bộ nhà tôi có nước, sao tôi vô nhà bà tôi xin nước? Thì quay nói chứ. Lao. Tôi nói chuyện với bà nè. Lao. Sao càng ngày tôi lao cái nó dơ liền, lao cái nó dơ liền. Sao lúc này bà kỹ tính vậy, bà kỳ cục thiệt luôn á. Kỹ đâu kỹ, tôi kỹ đó giờ mà. Không, bà kỹ trên mức quy định, hồi xưa bà không kỹ mà bà không có khó khăn như vậy đâu. Sao vậy? Tao nói chuyện nghe nghe. Cái cha chồng tôi đó. Sao? Cho tặng bà cái súc vật không nè, lớp chó nè, lớp mèo nè. Rồi tặng qua cái dòng chim. Mà con chim á, nó hay. Sao hay chứ. Ừ. Mà sao giờ tôi nghe nó hót, tôi cũng thấy nó khó chịu. Rồi thấy chưa, rồi biết rồi, thôi biết rồi. Nó kỳ ổng á, cái giọng nó khàn, cái giọng bài nó. Trời ơi, giọng tôi hay bà, kỳ cục quá. Nó mà 5-7 con mà nó hót mà. Thế mới nhắm về kìa. Ông làm gì vậy? Mình anh mới... Ông chở ra. Hả? Ông chở ra. Chở ông ra. Lấy cái chiếc dép để mình cái màu đỏ. Hôm qua bà để, bà kêu tôi để vậy mà. Bây giờ đi làm về rồi, thì cái đó phải xoay vô là cái đường nó vô nhà. Xoay vô. Xoay vô hả? Đúng rồi, để nghe con gạch chưa? Rồi vô đi anh. Trời ơi, có đôi dép ba hành tôi mấy tiếng đồng hồ đó. Vậy hả? Được chưa? Đi ra đây ngồi. Tao mệt quá, vậy chứ. Mà giờ tôi thấy bà lạ lắm. Vợ tôi giờ lạ tánh, lắm á. Tánh kỳ cục lắm. Kỳ cục lắm. Tao thay đổi rồi. Bà lao ngồi bóng hết người tôi luôn bây giờ. Cầm cái sạch không? Sạch rồi chơi kỹ với bà sao không sạch được ngày, tôi bưng cái tắm lao. Ngày ba lần. Trời ơi, bưng cái tắm hoài. Bây giờ hỏi anh rảnh không? Rảnh, đi tắm. Bự lắm. Đi tắm. Tôi ghét thứ ở giờ. Vừa tắm xong ra cái trong anh rảnh không? Làm gì? Đi tắm rồi. Bà kỹ quá, bà kỹ mà ngoài mất quy định luôn. Bị cái gì rồi? Bà cái tánh kỳ mà khó khăn lên sao đúng không tắm? Anh? Bị biết không? Bị hội chứng tiền mãn kinh đó. Ê, ôi bậy. Bậy tầm bạ tiền đâu mà tiền. Không có đâu, tôi là nó bập bùng thôi, nó bập bùng. Không, kể như là tôi thấy là tháng này có cái ba bốn tháng như tháng có cái tập tớ là đó vậy thôi. Nó còn như vậy mà mới dẫn tới bà khó tính vậy đó. Tôi thắc mắc hồi đó giờ có nhiều hội lắm, hội gì người già neo đơn hay là hội phụ nữ, hội phụ lão làm gì có hội tiền mãn kinh bộ. Mẹ là tào lao mấy vậy. Tào lao cái gì? Bà và phụ nữ bà cũng biết gì hết à. Thôi bây giờ tôi nói bà cũng hiểu đâu, bà nghe chuyên gia ta giải thích kìa. Chuyên gia đâu? Đây. Nội tiết tố nữ estrogen giúp duy trì nét tươi trẻ theo thời gian. Suy giảm estrogen là một trong những nguyên nhân lấy đi nhan sắc và thay đổi tâm sinh lý. Với tinh chất mầm đậu nành, Bảo Xuân bổ sung estrogen thảo dược giúp kéo dài tuổi xuân phải đẹp. Nay đã có thêm Bảo Xuân 50 cộng cho tuổi mãn kinh và sau mãn kinh. Bảo Xuân cân bằng nội tiết, gìn giữ nét xuân. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Với tinh chất mầm đậu nành, Bảo Xuân bổ sung estrogen thảo dược giúp kéo dài tuổi xuân phải đẹp. Nay đã có thêm Bảo Xuân 50 cộng cho tuổi mãn kinh. Bảo Xuân cân bằng nội tiết, gìn giữ nét xuân. Không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Cát Tường xin chào đón quý vị đến với Chuyện của nàng. Hôm nay Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một cụm từ mà Tường nghĩ rằng Cát Tường không thích thì quý vị cũng không thích, đó là tiền mãn kinh. Vì nghe đến tiền mãn kinh thì chúng ta cứ nôm na hiểu rằng là chúng ta đã không còn tuổi xuân nữa thưa quý vị. Vậy thì cái tiền mãn kinh nó ghê gớm như thế nào? Nó những biểu hiện ra sao? Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng trò chuyện với bác sĩ Nguyễn Thị Bay, bác sĩ đến từ Bệnh viện Đại học Y Dược. Dạ xin chào bác sĩ ạ. Xin chào Cát Tường, xin chào tất cả quý khán giả đang xem đài. Dạ đó thưa bác sĩ, đây là một cái thực tế ai cũng rất là lo lắng, tiền mãn kinh. Thì hôm nay bác sĩ có thể chia sẻ rõ hơn là như thế nào, hoặc là khi nào thì mới là vào cái thời kỳ tiền mãn kinh, và nó có ghê gớm, nó có đáng sợ hay không mà thưa bác sĩ? Những cái biểu hiện là rối loạn kinh nguyệt kèm theo cái này thì chúng ta có thể nói là những cái biểu hiện như bốc hỏa, như là rối loạn cảm xúc, như mất ngủ, như giảm ham muốn, như khô âm đạo, như giao hợp đau khó khăn, vân vân, rất nhiều các cái triệu chứng mà xoay chung quanh liên quan đến bộ phận sinh dục, liên quan đến cái hoạt động về tâm thần kinh, như giấc ngủ, như căng thẳng, như stress, như dễ giận hờn, vân vân. Thì thông thường khi chúng ta nói tiền mãn kinh thì chúng ta hiểu ngay đó là một cái quá trình. Cái quá trình đó nó kéo dài hay ít
là tùy theo mỗi cơ thể của mỗi người. Yeah. Và cái quá trình này nó có liên quan đến một cái nội tiết trong cơ thể, nội tiết tố nữ trong cơ thể của mỗi người phụ nữ. Thì cái giai đoạn tiền mãn kinh này nó có thể xê dịch từ 40 cho tới 50 tuổi. Yeah. À, bởi vì sao? Nó liên quan đến nội tiết tố nữ. Mà nội tiết tố nữ trong cơ thể chúng ta thì bắt đầu vào cái tuổi trưởng thành từ 30 trở lên, là mỗi năm nó mỗi giảm dần cái lượng estrogen trong cơ thể của mỗi người. Đối với người này thì nó sẽ có những cái rối loạn cách này, đối với người khác sẽ có những cái rối loạn cách khác. Yeah. Và khi có những cái rối loạn tự nhiên thì nó từ từ có thể người ta sẽ không nhận biết gì ở thời kỳ này. Tuy nhiên có những người thì cái thời kỳ này rất là khủng hoảng, là có cái sự thiếu hụt trầm trọng của nội tiết tố. Như vậy thì có cách nào để có thể giúp cho chị em phụ nữ trải qua cái giai đoạn này một cách nhẹ nhàng hơn, thoải mái hơn không thưa bác sĩ? Chúng ta hay nói tới cái cụm từ là sống khoa học, tức là ăn, uống, ngủ, nghỉ và làm việc. Ăn thì ăn đủ, đủ chất, ngủ phải đủ, uống phải đủ, mỗi ngày phải từ 2 lít nước trở lên, tập thể dục. Chúng ta hít thở sâu và bất cứ lúc nào chúng ta ý thức rằng chúng ta sống là phải vận động, bởi vì cái cơ quan nội tiết nó nằm rất kín ở trong cơ thể. Nếu chúng ta không vận động, nó cũng sẽ không được tác động. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Còn một vấn đề nữa, Cát Tường cũng xin hỏi luôn là cái việc có nhiều chị em phụ nữ hiện nay đang quan tâm đến cái việc là bổ sung tinh chất mầm đậu nành để cho cân bằng cái nội tiết tố nữ, thì bác sĩ có thể cho biết rõ hơn về vấn đề này không ạ? Để điều trị cho cái giai đoạn này nó nhẹ nhàng hơn thì người ta hay dùng các cái nội tiết tố thay thế, đó là các cái estrogen tổng hợp. Đây là các cái thành phần hóa học người ta tổng hợp thành các cái dạng thuốc giúp cho cái người phụ nữ duy trì được cái lượng nội tiết tố đủ để cho trải qua cái thời kỳ này một cách nhẹ nhàng. Tuy nhiên khi sử dụng nội tiết tố này thì có rất nhiều cái tác dụng phụ, cũng như có khá nhiều cái yếu tố nguy cơ mà cái người thầy thuốc bao giờ người ta cũng phải cẩn trọng khi chỉ định cho người phụ nữ sử dụng nó. Ngược lại, hiện nay thì chúng ta biết rằng nó có một cái loại nội tiết tố từ phía thực vật và người ta chiết xuất từ cái mầm đậu nành, nó cũng tương tự như là estrogen tổng hợp nhưng nó từ tự nhiên, cho nên nó cũng ít tác dụng phụ cũng như là không có gây ra những cái yếu tố nguy cơ như các loại hóa học tổng hợp. Và hiện nay thì có nhiều cái công ty dược người ta chiết xuất từ trong phần mầm đậu nành này ra các cái thành phần, các cái estrogen tự nhiên để giúp cho bồi bổ, tăng cường cái sức khỏe sinh sản, hay là giúp tăng cường cái nội tiết tố cho cái người phụ nữ. Người ta hay cho thêm các cái thành phần như mầm đậu nành vào trong các cái sản phẩm này để làm cho cái da chúng ta tươi nhuận hơn, trẻ trung, nó không có nhăn da, vân vân. Thì đó là những cái sản phẩm mà đông y người ta cũng hay thường sử dụng khi có cái rối loạn của cái nội tiết tố nữ nói chung và cái giai đoạn tiền mãn kinh nói riêng. Dạ, cảm ơn những chia sẻ rất là quý báu của bác sĩ ạ. Chị em phụ nữ của chúng ta nếu hiểu đúng cách vẫn sẽ giữ được cái tuổi thanh xuân của mình. Giống như bác sĩ nói là từ giai đoạn mà sinh đến giai đoạn lão nó sẽ được kéo dài hơn và lâu hơn. Và bây giờ Cát Tường xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau. Xin kính chào. Đó, nghe chuyên gia ta giải thích chưa? Rồi, nghe. Bà đó, bà bị hội chứng tiền mãn kinh nên bà khó chịu trong người, bà bất rứt trong người là do sao? Do biết không, cái nội tiết tố trong người của tụi phụ nữ tụi tôi á nó bị giảm đi. Nó gây nên những cái đó. Bây giờ tôi nghe nói mầm đậu nành á nó bổ sung nội tiết tố hay lắm anh ơi. Vậy đi mua cho bà uống liền. Rồi cho đi liền. Thấy chưa? Nghe tốt bây giờ chồng đi liền đó, để tôi dẫn cho đi mua biết gì đâu, đi. Đi. Lẹ. Đó tôi xách đi nha. Đi lẹ. Đi. Chỉ tổ tôi kiếm mua liền cho bà uống liền. Nghe mừng quá phải không? Ủa sao kỳ vậy ta? Đúng ra đó là mà theo tâm lý người phụ nữ bình thường đó là chồng tôi là phải đi với tôi, mà tại sao chồng tôi đi với con mẹ tám như đúng rồi vậy ta? Gần thật có đánh tại nhà không coi mình ra gì trơn. Bảo Xuân chiết xuất từ tinh chất mầm đậu nành hân hạnh tài trợ chương trình này. Nội tiết tố nữ estrogen giúp duy trì nét tươi trẻ theo thời gian. Suy giảm estrogen là một trong những nguyên nhân lấy đi nhan sắc và thay đổi tâm sinh lý. Với tinh chất mầm đậu nành, Bảo Xuân bổ sung estrogen thảo dược giúp kéo dài tuổi xuân phải đẹp. Nay đã có thêm Bảo Xuân 50 cộng cho tuổi mãn kinh và sau mãn kinh. Bảo Xuân cân bằng nội tiết, gìn giữ nét xuân.
Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Với tinh chất mầm đậu nành, bảo xuân bổ sung estrogen thảo dược giúp kéo dài tuổi xuân phải đẹp. Nay đã có thêm bảo xuân 50 cộng cho tuổi mãn kinh. Bảo xuân cân bằng nội tiết, dinh dưỡng nét xuân. Không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.